Hình này thì đầu tiên thầy sẽ vẽ hình tròn trước. Trước khi vẽ thì chúng ta cho nó là không màu, cho nó vì màu đỏ. Rồi chúng ta vẽ hình tròn trước. Rồi, sau khi vẽ xong chúng ta sẽ vẽ thêm một cái line, sheet ngang ra, nó trắng ngang như thế này. Rồi, chúng ta copy xuống. Rồi, chữ VKT chúng ta dùng một cục pen, chúng ta vẽ bám theo đường biên này, chúng ta vẽ đường cong cho nó. Cho nó viền màu màu đen đi. Rồi, số 1, số 2. Đây, xếp thẳng hàng này. Này á thì xem nếu mà cái này chúng ta sẽ xuống. Xem giải quyết cái chỗ này sao cho nó hay nè. À, cái này là chúng ta vẽ cho nó ngang luôn. Nó ngang tới đây luôn. Rồi xuống đây. Xuống như đây. Chạy lên. Qua đây, chạy xuống. Đó, chạy băng ngang qua. Đó, như vậy nó hay hơn. Đó, như vậy này. À, thì nó sẽ hay hơn, băng vô trong luôn. Vòng ngược lại ngang qua. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục. Bây giờ trước tiên chúng ta xử lý những đường tròn này với hai đường thẳng này trước. Đường tròn hai thẳng này trước chúng ta dùng lệnh divide. Divide trước. Sau đó ungroup ra. Ungroup ra thì chúng ta có ba miếng, miếng trên, miếng giữa và miếng dưới. Thì sau này chúng ta đổ màu cho mỗi miếng là xong. VKT vẽ xong rồi. Rồi về một cái line trắng ngang qua nữa, giống như hồi nãy á. Line trắng ngang qua. Rồi, và chúng ta cho được vậy nó mỏng thôi, 0,1 thôi. Màu xanh. Rồi, sau đó copy xuống dưới. Cái này thì nó nằm vị trí này. Cái đường thẳng dưới đó thì nó bắt dư vô ngay cái điểm này nè. Để chính xác, để nó sau này mình cắt á, nó ngang đây thì nó đều hơn. Thì chúng ta có thể dùng cái thước á, đặt cái này trước, rồi cái đối tượng này bắt lên đây này cho chính xác, xóa thước đi đó, bằng một cách ở đây nó phải đi ngang qua cái điểm này. Rồi như vậy là xong. Rồi, bây giờ chúng các mình chúng ta dùng test kết một điểm. Gõ chữ gạt mình vô. Rồi, phông chữ chúng ta xài phông là Arial thôi. Rồi, mình sắp xếp vô, copy xuống dưới. Rồi, đưa cái này vô đây. À, phóng to cái tướng nó lên à. Độ chữ mà cho nó giống à. Rồi sau đó chữ này chúng ta gọi cho chữ fashion and quality. Ok. Rồi xong hết rồi, chọn hết tất cả, chúng ta mang ra bên phải. Rồi, bên đây. Rồi, bây giờ cái phần trên này thầy đã hồi nãy thầy đã xử lý chữ VKT trước.
VKT thì chúng ta chọn tất cả những bài thẳng này, rồi shift với lại cái đối tượng này và divide một cái, divide sau một cái thì chúng ta cũng enter ra. Chúng ta check kỹ cái chỗ này nè, check kỹ cái chỗ này nè, cái chỗ này thì nó phải divide cái điểm này thì nó mới đúng. À, thế là chỗ dưới này nè, nó phải đi băng, băng ngang qua chung, băng ngang qua chung. À, cái đối tượng nó phải băng qua đây nè, và cái cạnh nó phải dưới đây nè. Mình canh lại cho nó chính xác nha. Thì giờ vơ về chỗ cũ đây. Giờ là chỗ cũ nó coi nó bị cái lỗi gì. Cái này thì đúng rồi nè, chỗ này nè hả. À, vậy là mình sửa cái ben đi, sửa cái ben, cái ben nó phải lên đây, nó khớp cái cạnh trên này thì nó đúng hơn đó, như vậy nè, nó thì nó mới đúng hơn ha. Ok rồi, giờ qua bên tất cả giờ bên kia. Chọn hết tất cả những cái line này, shift với cái đối tượng này, divide một phát đó, rồi undo ra, undo ra. Thì cái này mà nó nằm ở màu trắng á, thì chúng ta bỏ đi cái phần ở giữa, bỏ đi rồi xen kẽ. Đó, cái nào giữ mình bỏ đi. À, cuối cùng của nó là ở giữa là màu cam á, tất cả cái này chúng ta hút màu, hút cái màu cam này vô, UV thấp lại. À, thì phát hiện ra những cái này chưa xóa nè, sẽ xóa luôn, tại màu trắng á cho nên nó bị che đi nhé, ta không thấy. Đây, chọn xóa đi. Ok. Còn phần trên dưới này hồi nãy thầy đã chia rồi, chia hút màu thôi là xong. Rồi, và trên dưới ở giữa nó tất cả đều có viền màu đen hết, nó đồng bộ với nhau. Rồi, ok. Rồi chiếc gạch minh với fashion and quality này chúng ta đều cho nó màu trắng rất là được. Ok, như vậy là xong. Nha, thầy làm xong cái logo VKT. Rồi, rút lại nhóm. Đã xem một đấy mà tiến hành làm thế này nha, để vô phim lại.